sau chiến năm lực tàn mưa ba trời xưa cơ sở hạ tầng mẹ quáng hị còn kỳ dù xác hối dù cả khoánh khó mì là một cuộc nằm nội dung quan trọng cuộc lấy hết chương trình mục tiêu quốc gia giảm có hại hương bi cuộc ba nằm pin léo khoánh đã bắt lấy trời xưa lai chương trình dự án lấy trời xưa từ ba ngần cơ cấu chương trình mục tiêu quốc gia giảm có hại góp phần tạo động lực song ba tập cuộc mẹ quáng hị còn kỳ dù biên mờ niệm chi niệm hành hơn mình cái dân Spec chương trình mùa ní sau mùa cà tàn và căn bóng làm phóng xứ đã bắt trời xưa hạ tầng trời cả dân trời ra khó hải khổ khao. Thời gian Lào Cai, huyện Đà Bắc có tập trung huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hết bài dòi công tác quy hoạch, nắn sẽ giải pháp quan trọng bài huyện hết ở bước đột phá của mạch quáng hiệp khóng kinh dù. Mà hoạt ní, Đà Bắc sẽ vẫn những bên huyện khó hải kẻ thành hòa bình. Công cuộc bàn khó hái giảm khổ khẩu mà lơ buôn tành khấn bán mừng mờ tành địa bàn xê nhằng chuộp lấy ăn pan giòn khổ khẩu nằm pi khấn mà ní xê đà bắc dương quan lai cơ hối bấy khai thác khảo làm tiềm năng lợi thế tành cơ sở phân tích khảo giòn khổ khẩu có biết giòn ba nằm cơ hối mở tiềm năng lợi thế kẻ ban mường đà bắc có hề triển khai bài lai giải pháp bấy suy khấn mè quáng hiệp khòng kinh dù cuồng nắn, huyện tập trung hết bài xì đột phá chiến lược, sơ mì búc bách hành chính, công tác cán bộ, quy hoạch mà là hết bài quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất sẽ hạ tầng táng bài mà. Huyện chiến lược có xác định, đầu tư hạ tầng táng bài mà, bóm bài mất, xe bên chiếc hỏa, bái hồi tàng hớ công cuộc, bằng khó hái, tàm khổ khẩu, xu khứng mẹ quáng hiệp khóng kinh dù tàn diễn. Xoán nắn, hàng pi xây huyến có bố trí nguồn ngân sạch kẻ huyến, mà lờ nguồn vốn ca nằm chương trình, dự án bái banh bóng nằm tuyến tàng kẻ huyến, tàng xa. Cuồng hạ bi khởi mà ní, huyến có hế huy động nguồn lực, tành một bàn tỷ kịp, đầu tư phun tành tàng bay mà tành địa bàn. Như nắn xe hạ tầng tàng bay mà, có hế mí lai khởi sắc. Cũng được lãnh đạo huyện, tỉnh. Quan tâm có gió mà lãnh đạo khoánh thành xem làm trái dưa cuồng thời gian léo qua năm gió triển khai lại công trình đặc biệt là tảng tẻ bán cuồng tàu mấy nhòm hệ trí nền nào cả cơ sở hạt tầng ẩn dòng ba dòng ra chế ra sáy có lấy lấy banh bóng quả chủ trương dòng ba cấp tầng có lấy chuẩn bị banh bóng trung tâm do ra chế ra sáy cơ sở xong bay ba phục vụ bộ miền nam pi trả nhầm với sông kẻ khoánh quân hắn mỹ cả xà mừng chiềng cả ba công trình hứa tổ tỏ hẹn nhận trách nhiệm hành hợp cần bán cuồng có lấy văn hóa sinh hoạt cộng đồng ở thôn bản cũng đã được triển khai. Quán nắn xa hườn ông Sa Văn Giang dù bán chum nửa xa mừng chiềng có chuộp lại ăn bàn giòn khổ khẩu cuồng việc bay mà ông có phải cầy xe máy dù phướng trung tâm bán mà là ốm bay theo huối rào khoáng há hoài thượng chẳng mà hoạt hườn nằm mứ liạt xe nắm huối con ngoái việc bay mà có những lâu ngày khốn xe nằm mứ phân hà phan nòng huế có khấn sung ông có bên dòng ba nằm thành viên cuồng gia hườn có bật thề lơ ba mà khớ nằm lơ gia hườn cốc pi xong bàn sào sam đoán tàng khấn khu hề chin hay lào kẻ bán chum nưa có lấy hồi cai bay nằm kho khé có hề hề thớ ông sang có bên dòng ba nằm gia hườn dù không bán có nhìn tật chôm hình tuy ba công trình có bề hề mốm khốn xê bước thị ỉ việc bay mà có ngài hơn bà nhằng mì khao ăn bàn dòng hái nằm lái phương tiện có thế mà hoạt sân nọc năn ọc cuồng chờ công trình phành hết bay xe ông Sa Văn Giang nhằng so kháo hết nằm công việc bên giòng bà làm ao nằm giòng nít giòng nờ mà lơ trốn vữa hết chin hết lào hơn ông pi công nhân đặc biệt xe giám sát việc hết bay công trình. Công trình dự kiến có chỉ hê cháo mốm nhất có thể, bay hết ở điều kiến hết cần dân công việc bay mà, có bên dòng bay hết chín hết lào kẹp bồ mê pi nóng lấy lồng ngại hơn. Bởi nhưng phải bế từng bế cờ lề, bế kháu mà nằm lập bồ mê pi nóng, có thể sử dụng nằm phương tiện máy móc, hớp việc hết chín hết lào, có bên dòng bà thu hoạch nông sản. Từ ngày xưa, gia đình tôi thì chuyển vào trong này. Trước quan năn sau hưởng khoái biển kháo nằm từ pi một bản cao hoài cao sập há co đề nghị cấp tành đáng hồn nượng co mãi hoa trợt ní đông tàng nghĩ kháo và dân cho chùm trước quan phải bay tàng bờ huối bờ thong bay ba kháo hườn lấy đáng hồn nượng xếp nằm mà hoa trợt ní tăng tay qua hườn mỗi khoái cờ chùm việc qua bay mà có ngay hơn nước của mình pi bộ mình pi có cho ơn lại thuận tiện cho bà con là rất cảm ơn. Lấy khảo gió mừng long hoạt, đầu tư kể cả cấp, ngành,
trạm y tế xã Tân Phèo có lái hệ khấn xe quáng bay, đối ngũ y bác sĩ đào tạo cơ bản, cập thòng nhờ sung chất lượng khám ra bệnh trở thị y hớ cần sân. Pi sang phạt dịp xong, lái chính phủ mà là cần sân Nhật Bản tài chớ, bóm năm nào khảo dòng choi xưa kẻ ngân sách huyến. Trạm y tế xã Tân Phèo có lái đầu tư, hệt mở song dãy huyền kiên cố, huống năm lo dịp hộp phòng, tập đơn, quáng bay. Trạm lại đầu tư một số trang thiết bị, lô lề bên dòng 3 máy siêu âm, khí dùng, máy hấp giấy dùng cú. Năm đối ngũ y bác sĩ, có hệ lái đào tạo cơ bản huống năm lo một bác sĩ, xì y sĩ đa khoa, một dược sĩ mà lo song cần nhìn hồ sinh. Trạm y tế xã, xe mì song máng chính, xe phòng bệnh hệt bay nằm chương trình mục tiêu y tế quốc gia, phòng bán HIV, tiêm chủng hơi quáng, vệ sinh khảo dòng trên lào, mà lơ công tác khám xa bệnh, ông mà hăng máy bảo hiểm y tế hớ cần dân. Hết bài nhiệm vụ lấy sao, mà lơ chỉ sợ bảo tàng kẻ đáng úy, ủy ban nhân dân xã, trạm y tế xã mà lơ hết khứng kế hoạch hết bay. Đội ngũ y bác sĩ tham gia bò, nằm lớp tập huấn, bồi dưỡng nhỏ sông trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xoán sở y tế, trung tâm y tế huyện Đà Bắc hết khứng. Trong quá trình hoạt động thì trạm quang ba quá trình ngọt hẹp kẻ trám có lẽ bênh bóng kế hoạch mẻ quá sự nghiệp kẻ trám khóa năm trời xưa cơ bản mở cơ sở hạt tầng có gión chất nhân bí dầu giật chếp ra sáy bé ba đảm bảo hứa công tác bục banh ra chếp ra sáy hợp của mê nòng pi cả dân hiện nay một số trang thiết bị y tế có đảm bảo đánh chế sĩ phân hóa nhu cầu sau ra chếp ra sáy theo quy định kẻ bộ y tế đảm bảo sức khắn tự ý hứa cả dân ban đầu cho sức khỏe cho bà con nhân dân. Trên ní, Đà Bắc xe mì một bản xam hoái xịp chết có số tàng bố, xe mì một hoái hợp xịp xam phải há có số tàng huyến, một hoái xa pẹt phải hết chết có số tàng xà, xì hoái hát xịp xam phải hợp xịp xong có số tàng bắt khuồng, hơn xam hoái linh há có số tàng khó khẽ, khớ xong hoái xam xịp xong có số tàng hết trên hệ lào mà lơ quân tông nà, hơn xam xịp xì có số tàng đô thí. Nọc nâng ọc, mất huyến xe mì xam dịp xì có cầu, mất nọ chiều rào xe hậu khoái sáu chết phấy há thược, xam dịp sau ngầm, chiều rào xe chết hoái cáo xịp cáo thược, có hề cho xưa việc sao thường kẻ cần dân, lấy lâu ngày hơn. Dòng ní có hề cọp thỏng nhỏ sung giá trí nằm sản phẩm, hết ọc thu nhập ổn định hơn cần dân, xui khứn hiệp khòng ban mường, lấy mẻ quáng. Bữa bà, huyện Đà Bắc xe mì hoa xịp bẹt tỉnh xào xà, dù nhòm đặc biệt khổ khào. Nằm giá khấn kho hái dù mứt sung, chiếm hát xì phần hoái. Ní có bên huyến nhằm sung huống năm lờ địa hình, chủ yếu xê bên phụ bà. Nên bà việc đầu tư hạ tầng tảng bên mà tỉnh địa bàn, xê chuộp lái ăn bật giòn khô khào. Dù sang nắn, huyến có lẽ làm xê bên tì hoán ba mưa, phân hà phá nòng, nhất xê tình tráng, sạt lờ đin kháo giảm phân, hết hớ hệ thống tảng bên mà có thực bè. Cái quan trọng nhất đó là cái địa hình. Ăn quan trọng nhất là tì tàng tày bán cuồng tì căng bán. Hiện nay bán cuồng có việc banh phóng cơ sở hạ tầng, tàng tày bán cuồng có các công trình hạ tầng, nhà chuộc đài dòng của khảo. Thứ y là phụ thuộc kháo lai các nguồn lực, các tành bày trời dưa. Dù tì bán cuồng có việc các nguồn lực đại tì, nhằm ngăn chế, ngũ bà đòi trời dưa lai, có thể về đảm bảo mở ba banh phóng cơ sở hạ tầng, kẻ bán cuồng, nhằm lai dòng khô khảo. Còn vướng mắc. Trong những năm vừa qua thì tình hình kinh tế xã hội địa phương có những chuyển biến rất là rõ nét. Quang bà nằm bên lèo cai, mưa tình hình ngàn chè xã hội tì bán cuồng nhằm biến biến có lai sóng hên đáy, thu nhập kể cả dân có tăng hướng đáng kể, hú bà trượp lai sóng của cao đang trở dịch bánh COVID dự cáo. Hôn đảng bố khóa mừng cả dân xã Cao Sơn có cờ tròn bạch bật đạt lấy nằm vượt chỉ tiêu để ọc. Năm ba đến gian năng hoạt một quái đại hệ tại chỉ đáo cấp tỉnh có dòng ao cả dự án có bảy thúc đấy mẹ có hiện khó kinh dù xã hội đi cái cam bán và cuồng. Là đưa các cái dự án vào để thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian hạ hoạt, huyện Đà Bắc có tiếp tục chỉ sợ bọc tàng, hoạt nằm bắt mường, tăng cường hiệp hạ chiến ba hớ cẩn dân, hú ba mớ mục đích kẻ công tạc, bằng khó hái giảm khô khẩu, bằng khảo giòn của cửa tròn kẻ bản thân, bằng xe nằm gió hôi chưa bằng ngầm, thá kháo mà lĩnh sở kẻ một bộ phấn cẩn dân. Bóng bay nắn, cập ý chính quyền kẻ bán mường xác định việc đầu tư hệt khứn cơ sở hạ tầng, thiết yếu xế bên nền táng, bay ổn đính, nhỏ sung nạp chi nạp hành cẩn dân. Cả nắn xây mỹ cơ chế phù hợp, buôn tành khứn đối ngũ cán bố, đảng viên cơ sở mỹ trình độ, năng lực quản lý,
điều hành phun tành mô hình hệ chiên hiệu quả, choi sư cần dân, càng mứ càng tâm ý nạp chiên nạp hành ổn định hơn.